Kính thưa quý vị, mỗi người chúng ta ai ai cũng sẽ có những lúc rơi vào tâm trạng bất an và thường hay tự suy nghĩ miên man rằng hình như đời là bể khổ thật sự. Và càng trải nghiệm nhiều với cuộc đời, người ta dễ rơi vào cảm xúc lo lắng, chán nản, thất vọng, mất niềm tin. Bởi trong cuộc sống, những điều xảy đến không như ý muốn bao giờ cũng nhiều hơn gấp bội lần những điều như ý muốn. Thế nhưng cũng từ trải nghiệm cuộc đời, có người lại ngộ ra được bản chất cuộc sống vốn dĩ là quà tặng mà tạo hóa đã ban phát cho loài người. Thế nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo khôn ngoan để đón nhận nó. Quà tặng của tạo hóa không phải là thiên đường hạnh phúc được định sẵn, nó cũng không hẳn là sự may mắn nào đó ập đến thường nhật, mà cốt lõi của nó chính là thái độ nhận thức của mỗi người để kịp đón nhận và hiện thực hóa sự may mắn đó trở thành một cơ hội thực sự cho thành công và hạnh phúc. Một người thành công luôn luôn thể hiện thái độ tích cực trước mọi thay đổi của cuộc sống, kể cả những thay đổi không theo ý muốn. Quý vị muốn cuộc sống của mình ra sao? Muốn tìm kiếm đến bến bờ hạnh phúc hay để bị rơi vào tâm trạng cô đơn, buồn chán? Chúng ta hãy cố gắng quan sát lăng kính của mình màu gì khi nhìn ngắm về cuộc đời. Quà tặng tinh thần đặc biệt của Trung tâm Ứng dụng Khoa học Tâm lý Hồn Việt sẽ cùng chia sẻ và đồng hành với đời sống thực tại của mỗi người. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm về cuộc đời với những giải mã tâm lý khách quan qua giọng đọc của Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Công Vinh cùng biên soạn với cử nhân tâm lý Đinh Nguyễn Thành Huyền. Cuộc sống vốn vô vàn những sắc màu. Mỗi sắc màu là một bức tường khác nhau về cuộc sống. Tình yêu, hôn nhân, gia đình và sự nghiệp, đó là bốn sắc màu cơ bản tạo nên chất liệu cho đời sống tinh thần của mỗi con người chúng ta. Trước tiên chúng ta thử ngẫm nghĩ, hình như đời người ai mà lại không một lần nếm trải cảm xúc của tình yêu bằng những rung động khó tả. Tình yêu là một quà tặng của tạo hóa ban cho loài người mà chẳng cần phải học, nên không ai lại đi khước từ tình yêu bởi nó là quà tặng đặc biệt. Nhưng người đời thì vẫn cứ hay trốn chạy hôn nhân, bởi hôn nhân hạnh phúc hay không, không hẳn đó là quà tặng của tạo hóa, mà nó là hệ quả tất yếu của sự trải nghiệm cuộc sống ở mỗi người. Cho dù mình là ai, bao nhiêu tuổi, ở cương vị nào đi nữa, thì vẫn khao khát tình yêu. Bởi tình yêu giúp cho con người ta ham sống hơn, cảm nhận nhiều hơn, nhìn mọi việc đầy vị tha của kẻ đã no tròn cảm xúc. Tuy vậy, cũng thật trớ trêu thay khi mà người ta tự nguyện yêu, tự do rung động để kiếm tìm hạnh phúc. Thế nhưng rồi ai ai cũng có lúc tự quy tình yêu ngang bằng với tội lỗi, với thù hận. Mà nhẹ nhất thì cũng đồng cảm với câu nói, yêu là khổ, không yêu là lỗ. Và cũng từ những trải nghiệm với cảm xúc trái ngược nhau trong tình yêu mà người đời thường lại hay đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn, đại loại, tình yêu là gì? Với những người đang cô đơn, thì tình yêu như là một bóng hình lúc chiều tà, càng cố rượt đuổi để bắt lấy thì nó càng đi xa. Thế nhưng với người đang yêu thì cũng xem tình yêu như là bóng hình, nhưng đó là bóng hình của buổi bình minh. Bởi vì sau đó, đúng ngọ 12 giờ trưa thì tự khắc bóng sẽ tìm về đúng với hình. Đó cũng chính là quà tặng của tạo hóa buộc nam châm giới tính, đưa đẩy loài người đón nhận quà tặng đặc biệt một cách tự phát nhất. Tình yêu của mình mang sắc màu gì? Điều đó không chỉ hoàn toàn lệ thuộc vào cái bóng hình người ấy, mà nó còn tùy thuộc vào chính thái độ của chúng ta nhìn về hình bóng đó của buổi bình minh hay hoàng hôn mà thôi. Tình yêu là khởi thủy của tất cả sắc màu hành xử của con người, trong đó gam màu của hôn nhân là một mong ước của hầu hết mọi người chúng ta về một lẽ đời thường rằng yêu nhau để rồi được sống với nhau trọn đời trọn kiếp. Với hai người yêu nhau thì họ thường khao khát ngày thành hôn để được sống chung, hòa quyện cả thể xác lẫn tinh thần của vương trời hạnh phúc mà trước đó họ vẫn khao khát và cảm nhận sẽ là như vậy. Và những ngày cưới, cả hai người ôm chặt lấy nhau, hứng khởi ân ái, không muốn xa rời nhau dù chỉ một phút một giây. Và họ cảm nhận đó là thiên đường của cả một chuỗi dài hôn nhân mấy mươi năm dài tiếp nối. Thế nhưng đó thường chỉ là cảm xúc của 5 năm, 10 năm trước, thậm chí chỉ là vài tháng trước hoặc là 1-2 năm trước mà thôi. Và những chuỗi ngày sau đó bắt đầu bị cuốn vào chuyện mưu sinh, cơm áo gạo tiền, sinh con đẻ cái,
gia tăng mối quan hệ để củng cố sự nghiệp, vân vân và vân vân. Và điều trớ trêu thay, khi của cải vật chất trong gia đình càng khấm khá hơn, sự nghiệp ngày một thăng tiến cao hơn, thì cũng là lúc biểu đồ cảm xúc vợ chồng dễ rơi vào khoảng lặng suy giảm dần. Cảm xúc cuốn hút ân ái ngày xưa bị cái gọi là trách nhiệm bổn phận sự lấn át. Cảm xúc đụng chạm, mâu thuẫn ngày càng chồng chất lên. Sự không hài lòng về nhau bắt đầu ngự trị và lấn dần trong tâm trí, làm cho cả hai con người luôn có cảm giác bất ổn nhiều hơn là hài lòng và hạnh phúc. Sự nghi kỵ và đổ lỗi bắt đầu được suy tưởng từ chủ quan cho đến khách quan của số phận, của sự nghiệt ngã, thậm chí quy chụp luôn cho hôn nhân toàn sắc màu đen tối. Và câu hỏi thường được đặt ra với nhiều người rằng, hôn nhân là thử thách của tạo hóa, đưa loài người đứng trước cửa thiên đường hoặc là ngõ vào địa ngục. Trước khi lấy nhau hoặc vừa lấy nhau, trong suy nghĩ thường trực của mỗi cặp vợ chồng đều là cụm từ hạnh phúc. Nhưng do không kiểm soát được chỉ số cuộc đời, nên sự trần tục của cuộc sống đã chà đạp. Và sau 5 tháng, trong suy nghĩ của cả hai đều thường bị ám ảnh bởi cụm từ đáng sợ, ly dị. Có nên ly dị không? Rồi làm sao để không phải ly dị? Ly dị thì liệu có phải là một giải pháp tốt hay không? Tất cả nó đã ám ảnh con người với những tâm trạng bất an khác nhau. Và thực tế cho thấy, hầu hết các cuộc ly hôn thì cả hai đều là những con người tử tế và đàng hoàng, nhưng chẳng qua chỉ không hợp nhau về rất nhiều chuyện trong đời sống hôn nhân. Họ cứ tưởng bằng tình yêu thì có thể vượt qua tất cả những khác biệt đó, và họ phải chấp nhận ôm lấy hệ lụy cuộc đời chỉ vì cái cứ tưởng đó mà thôi. Và một điều trớ trêu nữa là nhiều người cứ tưởng ly hôn là để tránh địa ngục này và đi tìm một thiên đường khác. Thế nhưng rồi suốt cả cuộc đời lận đận nhiều cuộc hôn nhân mà vẫn chưa tìm nổi một chút cảm giác hạnh phúc của cái thiên đường mà chẳng bao giờ thấy hiện hữu. Đến mức họ cảm thấy nghi ngờ về cuộc đời và tự lại chụp lên cho cuộc đời một gam màu xám xịt, bi quan. Bởi người đời thì thường cứ nghĩ rằng có tồn tại cụ thể một thiên đường hạnh phúc thật sự để mình đi tìm kiếm, trong khi không hiểu được một điều hết sức đơn giản. Thiên đường hạnh phúc được quyết định chính bởi thái độ của con người chúng ta với những điều xảy đến trong cuộc đời. Chẳng hạn với người này, có con là một gánh nặng, cực khổ. Thế nhưng với kẻ khác thì tìm đủ mọi cách để có thể kiếm tìm một mặt con. Đó như là niềm hạnh phúc duy nhất mà cả hai vợ chồng đều mong đợi. Hoặc có người cảm thấy cau có, khó chịu khi phải đưa đón con đi học hàng ngày vì ảnh hưởng đến công việc và các cuộc hò hẹn bạn bè hoặc là đối tác. Thế nhưng cũng có người lại cảm thấy đó là niềm vui, niềm hạnh phúc, bởi khi đó mới thực sự được thực hiện quyền lợi làm cha làm mẹ. Cuộc sống luôn có những khó khăn phía trước, không ai may mắn hành trình cuộc đời trên con đường trải toàn bằng hoa hồng. Hôn nhân cũng thế, cũng phải có những mất mát để biết hạnh phúc như thế nào. Cuộc sống cũng giống như hoa hồng, và đẹp luôn đi cùng với gai. Tuy nhiên, chúng ta hay than khóc, trách móc vì những khó khăn cứ đổ ập đến lên đầu chúng ta, than phiền vì sao tôi bất hạnh. Nhưng người ta lại không hiểu rằng, để vẽ một bức tranh hoàn hảo nhất, chắc chắn phải cần một vài gam màu tối. Và với những ai đã lập gia đình, cần phải hiểu rõ một quy luật tâm lý rằng, đừng bao giờ đổ lỗi cho nhau, mà hãy xem mình đã đóng góp bao nhiêu phần trăm trong những sự cố đó. Đừng bao giờ hỏi rằng, anh ở đâu? Mà nên nói rằng, em đây nè. Đừng hỏi rằng, anh có thể làm gì để thay đổi? Mà nên nói rằng, em đã hiểu. Đừng nói rằng, anh muốn em phải là thế này, thế nọ. Mà nên nói rằng, cảm ơn cha mẹ vì em là như thế. Rõ ràng, không có con đường nào quy định là bất hạnh, đau khổ và con đường nào là hạnh phúc, sướng vui. Mà hạnh phúc chính là con đường mà chúng ta đang đi. Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải là điểm đến. Bởi suy cho cùng, hạnh phúc chính là sự cảm nhận và tận hưởng tốt nhất những gì mình đang có, chứ không phải là hướng đến những thứ mình đang mơ ước. Do vậy, chúng ta nên tận hưởng mọi phút giây và học cách trân quý mọi giá trị đạt được trong cuộc đời. Đừng bao giờ bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào khả dĩ giúp chúng ta cảm nhận được hạnh phúc của cuộc đời. Đừng chờ đợi và mong muốn đến cái nếu ngày mai nếu. Và chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận về một câu chuyện có thật.
Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ, gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh nói, đây không phải là gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp. Anh đã vứt lớp giấy bọc và lấy ra một chiếc áo lót mịn màng. Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy lần đầu tiên chúng tôi sang New York cách đây 8-9 năm rồi. Nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc, cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt. Vậy thì hôm nay tôi nghĩ là một dịp đặc biệt nhất rồi. Anh đã đến cạnh giường và đặt gói áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa sẽ được bỏ vào áo quan mà liệm. Vợ anh vừa mới qua đời. Quay sang tôi anh bảo, đừng bao giờ giữ lại một cái gì mà chờ cơ hội đặc biệt cả. Mỗi ngày sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi. Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này và nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Hiện nay tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngồi trước máy hiên mà ngắm cảnh, chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn. Tôi dành nhiều thời giờ cho gia đình và bạn hữu hơn. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những trải nghiệm mình cần phải nếm trải. Từ ngày ấy, tôi không còn cất giữ một cái gì nữa. Tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày. Tôi mặc áo mới để đi siêu thị nếu mình bỗng thấy thích. Tôi không cần dành nước hoa hảo hạng cho những ngày đại lễ. Tôi xức nước hoa khi nào thấy mình thích. Những cụm từ như một ngày gần đây và hôm nào đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ. Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi hẳn sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa. Một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường. Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến. Có thể cô sẽ gọi điện cho vài bạn cũ và làm hòa hay xin lỗi về một chuyện bất hòa trước đây. Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món tàu vì cô rất thích ăn đồ tàu. Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn. Tôi sẽ rất áy náy vì không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hẹn hồi mãi. Áy náy vì không nói thường hơn với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ rất nhiều. Áy náy vì chưa viết những lá thư mà mình dự định hôm nào sẽ viết. Và giờ đây, tôi không chần chờ gì nữa, tôi không hẹn lại và không cất giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống của chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng, mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều là đặc biệt cả. Và niềm hạnh phúc ấy sẽ thiếu sự trọn vẹn nếu chúng ta không cảm nhận được nó trong cả những công việc hàng ngày, nơi những người đồng nghiệp, những vị sếp, những nhân viên. Họ chính là những con người của những công việc mà chúng ta cần phải chia sẻ như chính ngôi nhà thứ hai của mình. Và để thành công thì nhiệm vụ của chúng ta trong cuộc đời không phải là thay đổi thế giới này, mà điều quan trọng là thay đổi chính mình. Người bị vấp ngã là người dám đương đầu với thử thách, và đó là cơ hội để vươn tới thành công. Và cũng thông qua cách chúng ta đối phó với sai lầm mà người ta có thể đoán được cách chúng ta sẽ giải quyết khó khăn trong tương lai. Và nếu thấu hiểu được điều đó, chúng ta sẽ thấy mình thực sự có sức mạnh để thay đổi chính mình, để thích ứng được với mọi thay đổi của thế giới xung quanh. Và bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe và cảm nhận ý nghĩa của một thông điệp sau đây. Hồi ấy, có một người gánh nước mang trên hai vai mình chiếc bình ở hai đầu một cái đòn gánh. Một trong hai bình ấy bị vết nứt, còn bình kia thì tuyệt hảo, luôn mang về đầy một bình nước. Cuối đoạn đường dài từ con suối về nhà, chiếc bình nước lúc nào cũng chỉ còn một nửa bình nước mà thôi. Suốt hai năm tròn, ngày nào cũng vậy, người gánh nước chỉ mang về có một bình rưỡi nước. Dĩ nhiên, cái bình nguyên vẹn rất tự hào về thành tích của nó. Nó luôn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà nó được tạo ra. Còn tội nghiệp cho chiếc bình nước, nó xấu hổ về khuyết điểm của nó. Nó khổ sở vì chỉ hoàn tất được một nửa công việc mà nó phải làm. Trong hai năm, nó phải chịu đựng cái mà nó cho là thất bại chua cay. Một ngày nọ, chiếc bình nước bèn lên tiếng với người gánh nước bên bờ suối rằng: con thật sự là xấu hổ vì vết nứt bên hông làm rỉ mất nước suốt dọc đường đi về nhà của bác. Người gánh nước trả lời: con không để ý thấy có rất nhiều hoa mọc bên đường phía của con à.
Đó là vì ta luôn biết khiếm khuyết của con, nên đã gieo hạt dọc đường bên phía của con, và mỗi ngày đi về con đã tưới nước cho chúng. 2 năm nay ta vẫn hái được nhiều hoa đẹp để trên bàn. Nếu mà con không phải là con như thế này, thì trong nhà đâu có thường xuyên có những hoa đẹp để thưởng thức như thế. Rõ ràng, mỗi người trong chúng ta đều có những nhược điểm rất riêng biệt. Ai cũng là chiếc bình nước cả. Nhưng chính vết nước và các nhược điểm đó mới khiến cho đời sống chung của chúng ta trở nên phong phú, thú vị và làm chúng ta thỏa mãn và hòa hợp được với nhau. Sống thì phải biết chấp nhận cá tính của từng người và cố tìm ra cái tốt của họ để động viên, khai thác, trọng dụng và sống chung được với nhau. Thưa quý vị, hy vọng những thông điệp tâm lý mà Trung tâm Hồn Việt kính tặng đến quý vị thật sự là một quà tặng tinh thần đặc biệt, sẽ đồng hành cùng với quý vị trên khắp mọi nẻo đường của cuộc đời, cùng chia sẻ những nỗi đau, những khó khăn và đánh thức niềm hạnh phúc đang tồn tại nơi mỗi con người chúng ta đang lần mò tìm kiếm nó. Và Trung tâm Hồn Việt kính chúc tất cả quý vị sức khỏe dồi dào về cả thể chất và tinh thần, thành công trong cuộc sống và đồng hành cùng với sứ mệnh của Hồn Việt. Vì tâm hồn Việt.